Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình, và ngày hôm nay chúng ta tiếp tục với series Ai hơn ai. Vị tướng của ngày hôm nay chúng ta đi so sánh đó chính là Esu Liên Quân Mobile và Bách Lý Thủ Ước Vương Giả Vinh Diệu. Trước khi bắt đầu video thì đừng quên cho mình xin một nút like cũng như một lượt đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất nha. Và trước khi đi tới so sánh thì chúng ta sẽ đi phân tích qua về chiêu thức của cả hai vị tướng. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Với nội tại của Esu, các đòn đánh thường sẽ gây 180% công vật lý, tuy nhiên họ sẽ không thể gây chí mạng. Thay vào đó, với mỗi 1% chí mạng, Esu sẽ được tăng 3 công vật lý. Khi rời khỏi giao tranh 5 giây và đứng gần các địa hình như vách núi hay là trụ, Esu sẽ được tàng hình và tăng từ 16 tới 30% tốc độ di chuyển, sẽ cộng mỗi 1% mỗi cấp, tối đa sẽ là 30%. Về nội tại của Bách Lý Thủ Ước, đòn đánh thường của Thủ Ước sẽ gây ra 190% sát thương vật lý, nhưng tốc đánh sẽ chậm và không thể bắn chí mạng. Mỗi 1% chí mạng sẽ được chuyển thành 2,5 điểm vật lý. Ở trạng thái không chiến đấu, Thủ Ước có thể ẩn nấp ở rìa địa hình và vào trạng thái tàng hình sẽ tăng từ 16 tới 30% tốc độ di chuyển. Và cũng giống như Esu, mỗi một cấp sẽ tăng 1% và tối đa là 30%. Kích hoạt sẽ giúp Esu đặt ra một ưng trạm và sẽ có tầm nhìn từ 600 tới 1000, sẽ tăng theo cấp và ưng trạm sẽ tồn tại trong 5 phút, có thể tích trữ tối đa 2 cái và đặt tối đa 3 cái ở trên bản đồ. Khi đứng trong phạm vi của ưng trạm, Esu sẽ được tăng thêm sát thương mỗi đòn bắn lên quái rừng. Tối đa sẽ là 250 nhưng sẽ bị vô hiệu hóa khi tướng địch dẫm lên. Đứng tại chỗ mỗi giây sẽ giúp Esu tăng từ 7 đến 12% xuyên giáp, tối đa sẽ cộng dồn 5 lần. Nếu Esu di chuyển thì lập tức sẽ bị vô hiệu hóa nội tại này. Về phía của Thủ Ước thì chiêu này cũng giống, hoàn toàn giống với chiêu của Esu, cũng không có gì khác cả. Chiêu 2 của Esu sẽ nhắm bắn và gây từ 1000 tới 1600, cộng 240% công vật lý cộng thêm sát thương vật lý kèm theo và làm chậm 90% tốc chạy trong 0,5 giây. Esu cần ngắm bắn trong khoảng 2 giây để gia tăng khoảng cách cũng như độ chính xác. Nếu như bạn chưa đủ thời gian ngắm 2 giây mà các bạn bắn trước thì đạn sẽ có thể bị lệch đi. Tích trữ tối đa sẽ là 3 viên. Chiêu 2 của Thủ Ước sẽ gây từ 600 tới 1200, cộng 250% công vật lý cộng thêm sát thương vật lý kèm 8% máu hiện tại của mục tiêu trúng phải và giảm 90% tốc độ di chuyển của kẻ địch trong 0,5 giây. Ngắm bắn sẽ mất 2 giây để các bạn có thể đạt được độ chính xác cao nhất. Nếu như bắn trước 2 giây thì nguy cơ trúng có thể sẽ giảm và cũng giống như Esu sẽ tích trữ được 3 viên. Thời gian hồi chiêu càng nhanh thì đạn tích trữ cũng sẽ càng nhanh. Chiêu cuối sẽ giúp Esu lộn ra phía sau rồi lập tức bắn về phía trước gây từ 500 tới 900, cộng 168% công vật lý sát thương vật lý và làm chậm 50% tốc chạy của nạn nhân. Sau khi đáp, Esu sẽ được tăng 30% tốc chạy trong 2 giây, nhưng nếu tung chiêu hoặc đánh thường sẽ lập tức bị giải trừ hiệu ứng này. Về chiêu cuối của Bách Lý Thủ Ước cũng sẽ nhảy về phía trước và gây sát thương từ 500 tới 900, cộng 168% công vật lý sát thương vật lý và giảm 50% tốc độ di chuyển trong 2 giây. Và sau khi tiếp đất thì cũng sẽ được tăng 30% tốc chạy tồn tại trong 2 giây. Đòn đánh thường hoặc đòn đánh kỹ năng sẽ ngay lập tức ngừng tốc độ di chuyển. Với những thông tin ở trên thì bây giờ chúng ta có thể đi tới kết luận. Thứ nhất là về phần nội tại thì nội tại của Esu sẽ nhỉnh hơn khi mà 1% chỉ mạng sẽ được cộng 3 công vật lý và thủ ước sẽ là 2,5 thôi. Nhưng bù lại thủ ước sẽ có phần trăm là 190% so với Esu là 180. Về chiêu 1 thì cơ bản là giống nhau nhưng sẽ khác nhau về phần nội tại. Nội tại khi Bách Lý Thủ Ước không di chuyển thì mới nhận được nội tại, còn khi vừa di chuyển vừa đánh thì cũng sẽ không nhận được nội tại này. Về phía Thủ Ước thì khác, về phía Esu thì khác. Khi Esu đứng thì cũng sẽ được tích nội tại, nhưng khi mà di chuyển không gây sát thương sẽ mất nội tại nha. Nhưng mà khi các bạn vừa di chuyển, các bạn vừa gây sát thương thì các bạn cũng sẽ được cộng nội tại. Điểm này Bách Lý Thủ Ước sẽ không có. Và về phần chiêu cuối thì cũng như vậy, khác biệt lớn nhất ở hai vị tướng này đó chính là chiêu 2. Chiêu 2 của Esu sẽ gây từ 1000 tới 1600 cộng 240% công vật lý cộng thêm. Còn bên phía Thủ Ước sẽ chỉ gây từ 600 tới 1200 cộng 250% công vật lý cộng thêm.
kèm thêm cả 8% máu hiện tại của mục tiêu. Như vậy thì chiêu này sẽ giúp cho thủ ước bắn những cái vị tướng tanker, nó sẽ thấm hơn, nó sẽ rát hơn với Esu. Còn ngược lại thì Esu bắn những vị tướng máu giấy hoặc là sát thủ, nó sẽ đau hơn so với thủ ước khá là nhiều. Với cái việc đầu game mà các bạn phải chịu 1000 đam thì nó phải gọi là thốn đến tận cuống họng luôn chứ không phải tới rốn nữa. Bây giờ chúng ta sẽ đi tổng hợp lại về nội tại Esu sẽ hơn. Tiếp theo là đến chiêu 1. Chiêu 1 Esu cũng vẫn sẽ nhỉnh hơn về phần nội tại. Khi mà các bạn vừa di chuyển vừa gây sát thương, các bạn vẫn tích được nội tại. Nó sẽ cơ động hơn cái việc mà các bạn đứng im mới tích được nội tại như thủ ước. Tiếp theo là đến chiêu 2. Về chiêu 2 thì Esu sẽ gây cái lượng sát thương lên những cái kẻ địch máu giấy, nó sẽ nhiều hơn so với thủ ước. Còn thủ ước sẽ gây đam với những vị tướng tanker sẽ tốt hơn một chút. Về chiêu cuối thì sẽ là như nhau. Còn theo ý kiến của mọi người về ngoại hình thì tất nhiên là bên phía thủ ước nhìn khá là đẹp trai. Mặc dù là mình không mê trai, nhưng mà mình tin là chị em nhìn thấy thủ ước là cũng mờ lem hết đấy. Còn về phía độ mượt thì tất nhiên là cảm nhận của mình bên vương giả Vinh Diệu, các vị tướng hầu như nó sẽ mượt hơn với liên quân khá là nhiều. Kiểu cái dạng nó được tối ưu hóa game hơn ấy. Mặc dù Esu là sát thủ, là sát thủ gây cái lượng sát thương cực lớn đến từ bộ kỹ năng, nhưng mà tại sao Esu vẫn bị ghét ở danh Việt? Cái lý do thứ nhất là bởi vì cái chiêu 2 của Esu là chiêu thức mà phải gọi là gây đam chính. Và cái chiêu thức này các bạn cần phải ngắm bắn trong vòng 2 giây. Mà nhiều khi trong giao tranh 2 giây thì nó là cả một vấn đề luôn ấy. Đôi khi sát thủ team bạn mà áp sát vào bạn thì chỉ cần tầm khoảng 1 giây đến 1 giây rưỡi là bạn bốc hơi rồi, chứ chưa thể chờ đến bạn co cò đến tầm khoảng 2 giây cho các bạn mới ngắm bắn. Mà đâu phải các bạn ngắm 2 giây các bạn có thể bắn một phát 3 viên đâu. Các bạn ngắm 2 giây nhưng các bạn lại phải co cò ngắm tiếp. Thực ra thì cũng không cần đến 2 giây, mình cứ gọi là khoảng 1 giây đi, 1 giây 1 viên. Nhưng mà cái tỷ lệ trúng nó cũng khá là khó. Đấy là cái lý do mà vì sao Esu luôn bị ghét ở danh của Liên Quân. Mà kể cả bên Vương Giả Vinh Diệu, nhiều khi Bách Thủy Lý thủ ước cũng vậy, cũng khá là bị ghét. Nhưng mà thực ra thì ở bên Vương Giả Vinh Diệu ấy, những người nào mà người ta chơi, người ta có kỹ năng thì người ta mới bích Bách Lý thủ ước thôi. Còn bình thường nếu mà ai mà không biết chơi thì người ta cũng sẽ không bích đâu, người ta sẽ nhường lại. Còn đối với Việt Nam, với cái tinh thần người Việt Nam mình khá là ham học hỏi và ưa cọ sát. Chính vì vậy chúng ta muốn thuần vị tướng nào, chúng ta cần phải mang vào danh đầu tiên để chúng ta trải nghiệm và chúng ta có gọi là cái môi trường nó khắc nghiệt. Thì như vậy cái kỹ năng của chúng ta mới cao lên được. Và tất nhiên thì việc pick Esu trong danh là hoàn toàn đúng. Theo nghĩa của mình phân tích vừa nãy thì chúng ta mới có khả năng nâng cao cái kỹ năng của bản thân mình. Nhưng mà thực tế thì chúng ta biết hết rồi đấy. Và có nhiều bạn hỏi mình thì tại sao khi team bạn bích thủ ước thì team bạn luôn là nỗi sợ của team mình, mà team mình bích thủ ước lại là nỗi sợ cũng của team mình? Thì cái lý do các bạn cứ áp dụng cái công thức team địch bao giờ là cũng sẽ mạnh hơn team mình. Và khi team mình đã bích thì toàn là thằng tét tướng, toàn là thằng trẻ trâu và đéo biết chơi. Đùa thôi chứ thực ra Esu anh em chơi cũng khá mạnh đấy, mọi người cũng đừng coi thường sức mạnh của Esu. Và mình có cái cách khắc chế để có thể các bạn không bao giờ sợ cái vị tướng Esu này. Đó chính là, đây cũng chính là cách duy nhất mà anh em giảm tải cái áp lực và làm cho bộ óc của anh em nó thư thái hơn một chút. Đến đây thì mình nghĩ video này xàm xí khá là nhiều rồi và chúng ta sẽ phải tạm dừng ở đây thôi. Ý kiến của mọi người về vị tướng Esu cũng như Bách Lý thủ ứng như thế nào, các bạn hãy bình luận ở phía bên dưới. Còn bây giờ thì bye bye.